Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật phần mềm online cho đầu QQBox S10 Pro Max. Thì đầu tiên các bạn cứ kết nối mạng cho box đã, cắm mạng LAN hoặc là kết nối mạng Wi-Fi. Hay tiếp theo thì các bạn vào phần cài đặt này. Mình sẽ đi xuống dòng lựa chọn và ưu tiên thiết bị này. Vào phần giới thiệu. Sau đó các bạn vào dòng đầu tiên System Update đây để kiểm tra bảng cập nhật. Box đã tìm thấy bảng cập nhật ngày 25 tháng 10 năm 2023 và đang bắt đầu tải bảng cập nhật này về. Và sau khi đã tải thành công thì các bạn vào phần OK đây để tiến hành cài đặt. Box đã báo là đã cài đặt phiên bản mới thành công. Đến đây chưa kết thúc đâu các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn lại vào tiếp phần cài đặt. Các bạn lại vào phần lựa chọn ưu tiên vào thiết bị. Lựa chọn ưu tiên vào thiết bị và các bạn kéo xuống dưới cùng. Và vào ô đặt lại về trạng thái ban đầu. Xuống dòng và đặt lại về trạng thái ban đầu như thế này. Xóa mọi thứ. Sau đó các bạn đợi khoảng tầm 5 phút để box bắt đầu khởi động lại từ đầu. Như vậy là sẽ đã hoàn thành việc cập nhật không dây cho đầu QQBox S10 Pro Max. Xin chào và tạm biệt các bạn.